Ngô Quế Hoa từng là sao nam hàng đầu TVB, nổi tiếng khắp châu Á nhờ Ý Thiên Đồ Long Ký năm 2000. Thế nhưng, cuộc đời ông hết thất bại trong hôn nhân, lại bê bết vì cờ bạc, mại dâm, để rồi lẻ bóng tuổi xế chiều. Trương Vô Kỵ được yêu thích nhất màn ảnh. Sinh năm 1964, Ngô Quế Hoa đến nay đã có gần 4 thập niên gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, đi qua đủ những thăng trầm của một ngôi sao. Nam nghệ sĩ chính thức gia nhập TVB vào năm 1983 sau khi tham gia khóa đào tạo diễn viên thứ 12 của nhà đài và khởi nghiệp những vai phụ nhạt nhòa chẳng ai nhớ đến. Sau vai diễn trong Ma Vực Đào Nguyên đóng cùng Lưu Đức Hoa, Ngô Quế Hoa bắt đầu được đài để mắt tới và dần quen thuộc với các vai phản diện trong Thiết Đường, Lưu Manh Đại Hạnh, Hé Sợ Tranh Hùng. Ông được xem là một trong những ác nhân nổi bật nhất màn ảnh thời bấy giờ. Cùng với đó, nam diễn viên cũng tham gia nhiều bộ phim đề tài sắc dục nhưng chưa thật sự tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp. Mãi đến năm 1996, khi đóng bùng nổ Cành Tuyên Huyên và Ôn Triệu Luân, cái tên Ngô Khải Hoa mới thực sự bùng nổ trên màn ảnh, mở màn cho thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của tài tử 6X. Hai năm sau, nam thần TVB thành công vang dội với Bàn Tay Nhân Ái, quy tụ dàn diễn viên khủng Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ Sang, Lâm Bảo Di, Trương Gia Huy, bác sĩ Trần Chí Mỹ trở thành vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp diễn xuất của sao nam họ Ngô, nằm trong top 100 vai diễn kinh điển của truyền hình Hồng Kông, đưa ông trở thành cái tên được hàng triệu người săn đón. Thành công ở phần đầu khiến TVB cực lực làm tiếp hai phần sau và liên tục phá vỡ kỷ lục tỷ suất người xem. Năm 2000, tên tuổi của Ngô Khải Hoa vang danh khắp châu Á với vai Trương Vô Kỵ trong Ý Thiên Đồ Long Ký, đóng cùng Triệu Mẫn Lê Tư và Chu Chí Nhược Xa Thi Mạng. Thủ vai nam chính khi đã 36 tuổi, nam diễn viên ít nhiều nhận về những ý kiến tiêu cực, sự hồ nghi từ khán giả. Nhưng rồi chính phong thái đào hoa đầy khí chất cùng diễn xuất tài tình của ông đã chinh phục người xem. Trương Vô Kỵ do tài tử họ Ngô trở thành phiên bản kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khi truyền tải gần như trọn vẹn cá tính nhân vật và được nhận xét sát với nguyên tắc nhất. Suốt chặng đường hoạt động, ngôi sao kỳ cựu cũng củng cố vị trí vững chắc trên màn ảnh với Hồ Sơ Công Lý 5, Cầu Vồng Trong Đêm, Hương Sắc Tình Yêu, về sau là Sứ Mệnh 36 giờ 2, Tái Chiến Minh Thiên, Nữ Nhân Câu Lạc Bộ. Đặc biệt, những năm 1990 đầu năm 2000, nhắc đến những sao nam đắt giá bậc nhất TVB, phải nhắc đến Ngô Khải Hoa với vẻ ngoài nam tính, phong độ cùng khả năng biến hóa đa dạng, linh hoạt trên màn ảnh. Nam diễn viên hết làm khán giả ghét cay ghét đắng với những vai phản diện đầy mưu mô, xào trá, lại khiến người xem đem lòng yêu mến, say mê khi hóa thân thành nhân vật chính diện tài đức vẹn toàn. Dù là tên tuổi nổi tiếng được đánh giá cao về tài năng diễn xuất, nhưng Ngô Khải Hoa lại gây tiếc nuối khi nhiều lần trượt giải thi đế TVB. Từng bị lừa đóng phim cấp 3. Năm 1983, Ngô Khải Hoa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai thứ 9 trong bộ phim Ma Vực Đào Nguyên, hợp tác cùng Lưu Đức Hoa. Nhờ lối diễn xuất tinh tế, tài tử đã lọt mắt xanh của TVB và trở thành tiểu sinh của hãng. Tuy nhiên, vì quá hợp với vai phản diện đầu đời khiến anh bị đóng khung với hình tượng người xấu này trong loạt phim như Thiết Đường, Lưu Manh Đại Hành, Hãng Sợ Tranh Hùng. Ngô Khải Hoa luôn tìm kiếm nhiều cơ hội, mong muốn thay đổi bản thân. Thế nhưng, khi vừa tìm được một dự án có hy vọng đột phá thì anh lại bị lừa đóng phim cấp 3. Một lần ở phim trường, nam diễn viên được giới thiệu đóng vai tâm lý cổ trang. Anh lập tức ký hợp đồng mà không hề nghĩ sẽ bị lừa. Đến khi phát hiện đây là phim Nhục Bồ Đoàn, anh kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã gây áp lực, nếu tự ý hủy hợp đồng, Ngô Khải Hoa phải bồi thường 20 triệu tệ, tương đương 70 tỷ đồng, một số tiền lớn với anh khi đó. Do vậy, Ngô Khải Hoa đành chấp nhận tham gia bộ phim này. Bất ngờ hơn, tác phẩm đã đem về doanh thu khá tốt, tuy nhiên nam diễn viên không bao giờ muốn nhắc lại. Anh coi đây là một vết đen trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình. Tàn nát sự nghiệp vì cờ bạc, qua đêm với ghế mại dâm. Lẽ ra sự nghiệp của Ngô Khải Hoa sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa nếu ông không vướng vào hàng loạt bê bối đời tư. Cũng giống như nhiều nhân vật của mình trên phim, ở ngoài đời, Ngô Khải Hoa là người đàn ông quyến rũ, cuốn hút và đa tình. Ngô Khải Hoa từng trải qua nhiều cuộc tình, trong đó mối tình khiến báo chí tốn giấy mực nhất là với công chúa Khổng Tước của Tây Du Ký, Kim Xảo Xảo. Thời điểm mặn nồng, cặp đôi thường xuyên xuất hiện trên báo giới với hình ảnh tình tứ, ngọt ngào. Ngô Khải Hoa còn tuyên bố, chỉ cần Kim Xảo Xảo bỏ công việc ở đại lục theo tôi sang Hồng Kông, tôi sẽ cưới cô ấy ngay. Tuy nhiên, chuyện tình này chỉ kéo dài đến năm 2002. Khi chia tay, Ngô Khải Hoa phủ phàng tuyên bố, ông ở bên Kim Xảo Xảo chỉ vì trách nhiệm, cô sẽ không bao giờ trở thành vợ của ông. Không lâu sau đó, Ngô Khải Hoa bất ngờ lộ ảnh qua đêm với gái làng chơi. Scandal đã khiến hình tượng đẹp đẽ gây dựng bấy lâu nay của Ngô Khải Hoa hoàn toàn sụp đổ. Người ta đồn Kim Xảo Xảo chính là người đứng sau bài kế phanh phui cuộc sống phóng túng của người yêu cũ. Sau nhiều mối tình không thành và vướng bê bối mùi dâm, Ngô Khải Hoa gặp Thạch Dương Tử và nhanh chóng phải lòng sao nữ đại lục kéo ông đến 21 tuổi. Bất chấp cách biệt tuổi tác, bộ đôi tiến tới hẹn hò rồi kết hôn vào năm 2007. Cặp sao có một con gái sau một năm về chung nhà. Kể từ khi làm cha, nam diễn viên đặt nhiều tâm huyết vào việc vun đắp tổ ấm nhỏ, không ngại bỏ rượu bia, thuốc lá để tránh ảnh hưởng đến vợ con. Tài tử cũng hào phóng chi tiền đáp ứng những nhu cầu của vợ trẻ. Theo Soho, Thạch Dương Tử là cô gái mê hư danh, thích ăn chơi, hưởng thụ và không ngừng ném tiền của ông xã nổi tiếng vào những thú vui đắt đỏ như hàng hiệu, du lịch.
Trong những năm bên nhau, vợ trẻ đã bào của sao nam sứ mệnh 36 giờ 2 số tiền lên đến 500 triệu đô la Hồng Kông, hơn 1.500 tỷ đồng trước khi ly hôn hồi năm 2014. Sau này, vì công việc bế tắc, cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc, Ngô Khải Hoa lại chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc. Năm 2011, nam diễn viên từng khiến dư luận xôn xao khi đặt cược một ván bạc lên tới 100.000 đô la Hồng Kông, gần 300 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2015, người ta phát hiện Ngô Khải Hoa trong một sòng bài lớn ở Macau. Mặc dù biết có nhiều người dùng máy điện thoại quay, chụp ảnh nhưng ông vẫn không quan tâm, chỉ tập trung vào những cành bạc. Chỉ khi không còn đồng nào trong túi, Ngô Khải Hoa mới chịu đứng dậy rời đi. Tuổi xế chiều một mình gà trống nuôi con. Thức tỉnh sau những năm tháng đen tối nhất cũng là lúc Ngô Khải Hoa đã qua bên kia sườn dốc của cuộc đời. Nam diễn viên quyết định tránh xa tai nạn, chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, chạy show, tập trung kiếm tiền lo cho con gái đang ngày một lớn khôn. Những năm gần đây, sao nam Hồng Kông tập trung phát triển sự nghiệp ở đại lục. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ U60 về TVB đóng phim dưới dạng hợp đồng ngắn hạn. Nam diễn viên chăm chỉ tham gia diễn xuất dù không còn được săn đón như trước. Ông có màn trình diễn ấn tượng trong loạt phim mới Định Mệnh năm 2016, Dreammaker 2018, Phi Hổ Chi Lôi Đình Cực Chiến 2019, Goodbye Stranger, The Journey Across the Night năm 2020. Ngoài ra, tài tử cũng nhận quảng cáo, dù sự kiện lớn nhỏ cho nhiều nhãn hiệu từ cao cấp đến bình dân và thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Ở tuổi 57, Ngô Khải Hoa vẫn giữ được vẻ điển trai, phong độ và là một trong những nghệ sĩ U60 tích cực chạy show nhất Hồng Kông. Trái với những tin đồn sống khổ sở, tiết kiệm vì khó khăn tài chính, Ngô Khải Hoa từ lâu đã vực dậy và có cuộc sống khá dư dả, thoải mái. Theo HK01, cựu ngôi sao TVB sở hữu nhiều xe sang Audi, Mercedes, Porsche, Ferrari cùng bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu giá trị. Nam diễn viên cũng mở nhà hàng, kinh doanh riêng, từ đó kiếm được khoản lợi nhuận không nhỏ. Trả lời phỏng vấn từ hồi tháng 11 năm 2020, Ngô Khải Hoa cho biết ông bắt đầu phát triển công ty riêng và muốn tự sức mình trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Nghệ sĩ lên kế hoạch tạo nhiều tác phẩm chất lượng cùng cộng sự Đặng Đặc Hy. Nhà sản xuất nổi tiếng với hồ sơ công lý, bàn tay nhân ái và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các đồng nghiệp lâu năm.